Mọi người thấy rõ ràng chưa mọi người? Tại sao em nói em đi một mình? Mày nói em đi một mình mà sao em kém được? Em đi một mình em đi chị cái kia thôi à, bánh này á. Ở đây ai? Ở đây ai vô đây? Cái chị này có liên quan tới mày không? Bây giờ shop người ta mà mày vô mọi người thấy chưa? Trời ơi, vô shop người ta chửi cái lồng má mọi người nghe không? Trời ơi! Cái mỏ mày hổn quá vậy? Sao muốn giải quyết sao xong chưa? Đây đi chị ơi, công an vô rồi chị ơi. Công an vô giải quyết công an. Công an giải quyết công an luôn. Công an luôn, mời công an vô. Trời ơi. Đứng đây cho rõ ràng. Đứng đây nó chửi trên live mọi người nghe nha mọi người. Nắm đầu em vậy? À không có nắm đầu, nắm áo nha. Nắm áo nha. Tôi để em đây. Đây 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 đây. Đèn tắt không? Hỗ trợ vô chơi. Ờ, ngồi này chị không có quen em. Đáng lẽ là câu chuyện này mọi người ơi, đáng lẽ là cái câu chuyện này á đang êm đẹp, rất là êm đẹp luôn, đang rất là êm đẹp, không có gì hết, tự nhiên ở đâu sống vô xong hết rồi đúng không, sống vô rõ ràng đang câu chuyện đang rất là bình thường. Mình nói là mình đã 100%. Chị đứng xài với vậy? Chị ở đây mọi người, chị có nói không? Nó hổn quá. Chị có nói là ở đây bình thường, em đứng đây nói chuyện chị là an toàn, chị không có nói gì hết. Mọi người có, em có nói câu đó không mọi người? Hả? Mọi người có không? Mỏ hổn. Nhân viên bảo vệ giữ xe.